Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Khi là em chiều gan đó, em chưa đi học bao giờ hết á, cái em coi trên mạng, em mua ba cặp gan, ba cặp đá về cái em chườm, em hướng dẫn em chườm, thì em thấy nó ngủ rất là ngon, ngủ ngon lắm. Cái như là chóng mặt á thì em cũng đỡ. Cái sao em chườm xong rồi em cũng chườm cái động mạch cảnh này nè, để nghe thấy cái trong mạng chỉ sao làm vậy đó. Rồi cái em chườm qua cái bụng nữa, cái nó còn ấm á, em chườm qua bụng thì cái dòng bụng nó cũng giảm bớt mỡ đó. Em chườm như những chỗ nào đau như cái chân em hôm trước, cái cổ chân này tự nhiên nó đau hai ngày. Cái em lấy cái đó em chườm trước khi đi ngủ, cứ chườm vô vậy nè, chườm vô vậy, cái dòng chườm hai ngày, cái tự nhiên bữa sau đi bình thường lại, không có bị nhắc nữa đó. Cái bữa đó cái một cái thằng cháu nó bị, nó vác đồ nặng đó, cái nó đau cái chỗ này nè, nó nghĩ làm nó không làm, cái em nói thôi giờ nằm đó đi, em lên em để trong cái lò vi sóng 4 phút, cái em bao cái khăn xong ra đắp cho nó. Em đắp giờ nằm sắp xuống, em đắp thử, em đắp thử được chứ mình cũng chưa có đi học bao giờ hết. Em đắp thử, cái hồi nó dậy nằm 2 tiếng đồng hồ, nó dậy cái hỏi nó bớt không, cái nó bắt đầu nó qua lại, về lát nữa đi làm bình thường, hỏi sao bớt không mà đi làm hết rồi, cái con hết rồi, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là ướt cái buổi trưa á, à, tới từ 11 giờ rưỡi nó nghỉ, là tới 1 giờ rưỡi đứng dậy đi làm bình thường. Dạ, bây giờ nó có ướp lạnh hay ướp nóng mà? Dạ, ướp nóng chú. Nóng hay ướp nóng, dạ. Tôi để vô lò vi sóng 4 phút rồi lấy ra. Rồi bây giờ có tới thằng con. Con nó cũng bị mỡ máu gan, nó mới đi siêu âm. Cái nó để thôi giờ chườm, để chườm cho nó, thì chườm mới có 3 ngày nay thôi, nó sao con ngủ ngon quá. Đó, thì bây giờ để tiếp coi là để siêu âm lại coi nó gan nó sao. Bởi sao sao? Rồi em cũng mà cho cái mấy cặp cùng dư này cho lại mấy người kia để nha, người ta chườm. Bây giờ ta chườm giờ cứ nói người ta là cứ nhiệt chườm hết bệnh này tới bệnh kia, là cứ nhiệt chườm bệnh nó sẽ hết thôi. Rồi xin cảm ơn chị. Xin mọi người tràng vào tay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.